Hello, xin chào mọi người, mình là Bánh Bò Pomeranian đây. Hôm nay xin mời mọi người đi rước một nhân vật đặc biệt chuẩn bị gia nhập vào nhà Bánh Bò với mình nha. Mình thức dậy rất là sớm, tầm 7 giờ sáng là mình bắt đầu chạy ra kho hàng sân bay rồi. Hôm nay mình lên đây là để đón một bé chó phốc sóc đực màu trắng và được gửi từ Hàn Quốc về. Tới cổng thì mình phải trình ra một số cái giấy tờ để người ta biết là mình vô đây để mình đi lấy hàng á mọi người, thì họ mới cho mình vào. Đây là khu vực kho hàng của công ty TCS. Mình được anh thú y quen hướng dẫn cho làm kiểm dịch trước khi lên đón bé rồi, cho nên là bọn mình cầm giấy tờ lên đây và tự đi đón bé luôn. Thường nếu như những cái công đoạn này mọi người làm cho qua một bên dịch vụ thì mọi người sẽ mất thêm từ 5 cho đến 7 triệu. Mình thì chủ yếu cũng muốn là để có video quay cho mọi người xem, kể cho mọi người nghe. Phần nữa là mình cũng muốn tự đi đón dù là nhập về từ bất cứ đâu. Mình muốn ôm bé về nhà, tự tay mình ôm về để cái tính nết bé nó giống mình đó mọi người. Mọi người có ai nhập chó từ nước ngoài về thì lưu ý nha. Lần này mình đi làm rất là rắc rối, tại vì cái địa chỉ trên cái căn cước, trên cái passport của mình đó, nó khác với lại cái địa chỉ nhận hàng. Lúc mà mình đặt bé chó là mình cũng đã nói rồi, nhưng mà bên Hàn Quốc họ đánh nhầm cái địa chỉ nhận hàng thành cái địa chỉ của mình, thông tin cá nhân của chủ á mọi người. Cho nên là khi mà đối chiếu với lại cái căn cước của mình nó không có khớp á, và vì vậy là tụi mình phải đi làm lại rất là nhiều giấy tờ. Mình phải gọi điện cho đầu bên hàng để họ điều chỉnh lại thông tin của mình trên cái bill máy bay. Qua 7749 bước thì cuối cùng mình mới đóng thuế được. Thuế xong á là tới giờ người ta nghỉ trưa rồi nên mình đành phải về nhà, rồi sau đó 1 giờ chiều mình mới quay lại. Khúc này là mình nôn nao lắm rồi, tại vì chó nó đã đến từ khuya hôm trước mà tới đầu giờ chiều hôm nay mình mới bắt đầu có thể lấy bé ra được. Cũng lo là bé sẽ đói lắm á, nhưng mà mình nhờ những anh chị mà ở trong kho hàng có cho bé ăn nhẹ. Đây là khúc kéo bé ra nè mọi người. Trộm vía là em bé đi đường xa như vậy và phải chờ đợi rất là lâu, xong rồi về Việt Nam ở khí hậu thường nhưng mà không có bị sốc nhiệt, vẫn rất là khỏe mạnh. Mọi người có thắc mắc là mình đón bé về hết bao nhiêu không? Cái chi phí mình sẽ bật mí ở cuối video nha. Đây là những ấn tượng lần đầu tiên khi mình gặp bé nè. Mọi người thấy sao, là mình thấy y chang như vậy đó, tại vì lúc này mình vừa cầm điện thoại quay, mình vừa nhìn vào điện thoại và mình vừa nhìn bé luôn. Trộm vía 100 lần. Anh đi đường xa về nhưng mà ảnh rất là khỏe, tỉnh bơ à. Lúc này được gặp bé rồi nhưng mà vẫn phải để niêm phong y chang như vậy, đợi bộ phận kiểm dịch xuống họ kiểm tra thêm một lần nữa thì mới được bóc ảnh ra. Vượt qua kiếp nạn thứ 82 này là tôi cảm ơn trời đất dữ lắm luôn á. Bé Mercedes nhà mình thì mọi người ai cũng biết rồi và bé cũng khá là nổi tiếng. Tuy nhiên mình muốn tìm kiếm thêm một cái nguồn gen màu trắng nữa, và cái nguồn gen nó phải hoàn hảo hơn nữa để mình bổ sung cho trại mình về cái mảng màu trắng. Thật sự ra đây cũng là lần đầu tiên mình rước một bé chó từ Hàn Quốc về, nhưng mà trộm vía là tính cách của bé rất là dễ thương. Mình thấy bé cực kỳ xinh luôn, và có một cái điểm mình rất là ưng bụng đó là không có bị chảy nước mắt nhiều. Thật ra mua chó nó cũng giống như một cái việc sưu tầm á mọi người. Khi mà mình đón được một bé chó mà nó ưng ý mình á thì nó thật sự là do cái duyên thôi, chứ mà mọi người mua từ xa, mua qua mạng hoặc là mua qua nước khác như vậy thì mọi người sẽ không có biết được là bé chó nó sẽ tính cách như thế nào đâu ha. Cho tới khi mình gặp và mình cầm bé trên tay thì mình mới biết được những cái thứ như là tính cách nè, và những cái nhỏ nhỏ như là anh có hay sủa nhiều hay không, hay là ảnh có bám chủ hay không. Thì đó, những cái đó khi mình gặp bé trực tiếp á thì mình mới biết được, chứ khi mà mình mua qua mạng mà mình chỉ xem qua mạng thôi á thì mình sẽ không bao giờ biết được những vấn đề đó đâu. Nên là mình nghĩ là đón một bé chó nào đó thì nó cũng là một cái duyên với mình. Lúc này là mấy anh trên hải quan, trên kiểm dịch họ đã kiểm tra xong hết rồi thì mình được tháo niêm phong và mình được mở bé ra ngoài này mọi người. Ấn tượng lần đầu tiên của thằng nhóc khi mà gặp mình là nó rất là quấn mình luôn mọi người, và mình quyết định đặt tên cho bé là Bora. Bora trong tiếng Hàn có nghĩa là tỏa sáng, và mình hy vọng bé sẽ luôn tỏa sáng như là cái tên đó. À phải rồi, bé Bora của mình á, lúc mình đón á là bé 2 tháng. Xong rồi khi họ làm giấy tờ rồi họ gửi về Việt Nam á là bé bây giờ hiện tại là đã được 3 tháng nha mọi người. Đây là cái tờ giấy giao phả của Hàn Quốc này mọi người, họ gửi luôn trong cái lòng. Cũng trộm vía là thằng bé nó ngoan, nó không có bươi lên xé, chứ xé cái chắc tôi khóc tiếng máng luôn quá à. Giấy của Hàn Quốc thì gọi là giấy KKF, và bây giờ mình chỉ việc đem cái tờ giấy này lên Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam VKA và mình chuyển thành giấy VKA nữa là xong. Đi đường 1.5 ngày trời cho nên về nó không tránh khỏi được cái việc mà tèm lem tút luốc. Nhưng mà khi mọi người đón từ đâu về cũng vậy, từ nước ngoài hay là thậm chí là trong nước á, thì khi bé nó mới đổi qua một cái môi trường mới thì mọi người đừng có nên tắm bé liền, mà mình hãy nên là theo dõi sức khỏe bé nè, rồi để cho bé quen khí hậu ở cái nơi mình ở khoảng từ 3 đến 5 ngày sau rồi mình mới nên cho bé đi tắm rửa nha. Khúc này là mình đang coi răng của bé mọi
mọi người. Trời ơi, chờ đợi từ sáng đến giờ dài cổ, xong rồi khi mà gặp ảnh cái ngồi đợi anh hoài luôn, không muốn về nhà luôn mọi người. Thôi nói gì nói chứ cũng phải về nhà để làm quen với mấy anh chị chứ đúng không. Lúc này là anh người yêu của mình xách ra khỏi sân bay này mọi người, nhưng mà khi mà anh nhảy lên xe á, chở bé về thì mình nhất định mình đòi ôm bé. Mình để cái thùng ở đằng sau thôi, nhưng mà mình ôm bé trên tay, tại vì mình muốn là nó về nhà nó sẽ giống tính mình đó mọi người. Đó, chỉ có đi đoạn đường từ sân bay về nhà mất có 10 phút à, mà về bắt ảnh theo mình luôn. Mọi người coi đó, tính cách vậy có thấy thương ghê không? Vậy mà nói không thương sao được. Mình có thả thằng Mẹt xuống chơi với em nữa để làm quen với nhau. Mà anh Mẹt dạo này thay lông cái nhìn tàn quá à, nhìn xuống cấp hơn thằng em quá trời. Đó, đi đường ngày rưỡi trời mà về vẫn còn sức để phá, để quậy, để nhoi á, thì biết sức khỏe của anh cỡ nào rồi đó ha. Và chi phí để mình rước bô rê về là 150 củ. Đó giờ tôi không có tật nổ nha mấy bà. Mua nhiêu thì nói nhiêu thôi à. Tại vì video này lúc trước mình đăng lên TikTok, có rất là nhiều bạn kiểu là họ hỏi là có thiệt không, có thiệt là đón vé nào 150 triệu không. Mình thấy nó cũng khá là bình thường, tại vì nhà mình cũng đã từng sở hữu những bé mà giá nó còn cao hơn như vậy mà. Và tất cả những cái bill tiền chuyển khoản thì vẫn cần giữ đó. Mình có thói quen là khi mà mình đón một bé chó nào đó là mình sẽ giữ lại những cái bill chuyển khoản rồi những cái giấy tờ này kia, không phải để làm gì hết đó mọi người, nhưng mà kiểu là để làm kỷ niệm thôi à. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Khi mà mình đăng video này lên á, thì Bora đã về nhà mình được hơn 1 tháng rồi. Nếu mà tính đến thời điểm hiện tại thì Bora đã được 4 tháng tuổi rồi. Cô chú nhớ cho ba mẹ con một subscribe để theo dõi Bora lớn lên hen. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha.